Ja, also ich laufe noch hier, ich suche nach die Straße, aber sie ist so komisch hier aus. Also ich bin gleich da vielleicht. Oh Gott, ist das schön. Lái gì đây? Wow, nghĩa trang mà đẹp chưa? Trời ơi, nghĩa trang nè. Ngay sau như có công việc ở gần đây, thế là mình sẽ ghé đây. Đây là lần đầu tiên á. Hello, lần đầu tiên mình đi đến một cái nghĩa trang. Tham quan một cái nghĩa trang ở đây nhé. Mới nha. Trời ơi, được các bạn làm rất là chăm chút nha. Cái cây gì kia cũng đi à. Rộng lớn lắm luôn. Nói chung là thấy cái quận nào cũng có một cái nghĩa trang rất là rộng. Nhưng mà đây là lần đầu tiên xin đi bước chân vào trong trong nghĩa trang. Thường thì chỉ đi qua. Ngôi mộ ha, là đều có những cái bình. Hay nhỉ, có những cái bình này, bình để cái cây, tưới những cái cây kiểng này, hèn chi cây rất là xanh tươi.
trong nghĩa trang này cũng có những cái ghế cho mọi người ngồi á. Có trồng thông luôn nhé. Bên cạnh còn tạc nguyên thành một cái cuốn sách, hình cuốn sách. Hello, xin thật nực. Đẹp chưa? Nhiều chưa? Đây chỉ là những cái ngôi mộ bự như vậy. Cây bự và thơm đẹp. Cái hoa gì ở đâu mà nó thơm ghê nha, nó có mùi thơm dịu thơm lắm. Có cái mùi thơm như là hoa huệ của Việt Nam mình. Ok, chúc gì các bạn. Nghĩa trang có cái cây à? Đẹp chưa? Đó, mùa nay ở Đức nó vậy nhỉ. Anh Hồ rất là yêu. Đây là một cái quận khác, cũng ở Berlin gần nhà mình thôi. Em nó yêu quá, đẹp quá. Ui, cái hoa gì đẹp chưa nhỉ? Wow, đẹp không?